độ chế lại. Biến nó thành loa Bluetooth, mình sẽ sử dụng mạch MH-M38. Đây là lỗi do tiếp xúc với mặt bàn in. Mình sẽ cố gắng tận dụng nó. Hy vọng sẽ không bị bỏ phí nhựa in.
vậy là đã hoàn thành. Mình sẽ test thử. Cũng không tệ lắm. Hy vọng mọi người sẽ thích. Xin chào và hẹn gặp lại.